Jagadish Chandra Bose, nhà khoa học chứng minh thực vật có tri giác. Sinh ra vào thời điểm Ấn Độ đang chịu sự kìm kẹp của chế độ thực dân, Jagadish Chandra Bose không chỉ là một nhà khoa học, ông còn là một biểu tượng của niềm tự hào dân tộc. Bose theo đuổi công việc nghiên cứu không phải vì mục đích làm giàu hay nổi tiếng, đơn giản vì ông muốn tìm lời giải thích cho những hiện tượng xảy ra trong cuộc sống hàng ngày. Đặc biệt, với công trình chứng minh thực vật cũng có tri giác, Bose đã thay đổi hoàn toàn cách nhìn cố hữu của con người về thế giới thực vật. Người Ấn Độ đầu tiên nhận bằng sáng chế của Mỹ. Jagadish Chandra Bose sinh ngày 30 tháng 11 năm 1858 tại Mimensingh, nay là vùng thuộc Bangladesh, trong một gia đình tôn sùng văn hóa Ấn Độ truyền thống. Bose học tiểu học tại một trường bản ngữ vì cha ông tin rằng con trai nên học tiếng mẹ đẻ, tức là tiếng Bengali, trước khi học một ngoại ngữ khác như tiếng Anh. Sau khi tốt nghiệp cử nhân ngành khoa học vật lý tại Đại học Calcutta, Bose tiếp tục theo học Đại học Cambridge để nghiên cứu khoa học tự nhiên. Ông trở lại Ấn Độ năm 1884 và được bổ nhiệm làm giáo sư khoa học vật lý tại trường cao đẳng Presidency, nay là Đại học Presidency ở Kolkata, Ấn Độ. Tháng 11 năm 1894, Bose đã tiến hành một thí nghiệm kinh điển, kích nổ thuốc súng và rung chuông từ khoảng cách xa bằng cách sử dụng vi sóng. Năm 1901, ông còn phát triển một phiên bản cải tiến của Coherer. Đây là bộ tách sóng vô tuyến đầu tiên có thể phát hiện sự tồn tại hoặc không tồn tại của tín hiệu vô tuyến. Tuy nhiên, bộ tách sóng này không đủ nhạy để làm việc với tín hiệu yếu. Nhiều nhà nghiên cứu khám phá ra rằng nếu dùng các khoáng vật tính kim loại, khả năng tách tín hiệu sẽ tốt hơn. Và Bose đã dựa vào đó để tạo ra một dụng cụ dùng để tách các nhiễu loạn điện, dùng tinh thể galena. Lúc đầu ông không muốn lấy bằng sáng chế cho thiết bị này, nhưng sau khi bạn bè khuyên can, ông đã nộp đơn lên cơ quan cấp bằng sáng chế của Mỹ. Ngày 29 tháng 3 năm 1904, Bose trở thành người Ấn Độ đầu tiên nhận được một tấm bằng sáng chế của Mỹ cho chiếc máy tách các nhiễu loạn điện. Tuy nhiên, công trình cũng như bằng sáng chế của ông đã không được giới khoa học phương Tây biết đến rộng rãi. Điều thú vị là sau này, Guglielmo Marconi đã dựa vào phát minh đó để chế tạo chiếc máy radio hai chiều đầu tiên. Chứng minh thực vật cũng có tri giác. Ngoài thời gian chính cho các thí nghiệm khoa học, Bose còn dành thời gian viết một loạt tiểu thuyết khoa học viễn tưởng bằng tiếng Bengal. Có lẽ chính công việc nghiên cứu sóng radio đã khiến Bose tin rằng ngành vật lý có thể đi xa hơn những gì con người có thể nhìn thấy thông qua hai con mắt. Bose vẫn luôn bị cuốn hút bởi phản ứng của các loài thực vật nhạy cảm như mimosa, còn gọi là cây xấu hổ hay cây trinh nữ. Khi bị kích thích, lá cây sẽ ngay lập tức cụp xuống, khép lại trong một cơ chế tự bảo vệ, như thể nó đang sợ hãi. Tò mò trước thế giới bí ẩn của thực vật, Bose đã chuyển hướng sang nghiên cứu cơ chế thực vật phản ứng với các kích thích bên ngoài. Để làm được điều này, ông đã phát minh ra thiết bị Crescograph, một loại máy ghi nhận dao động sớm, sử dụng các bánh răng đồng hồ và một tấm kính hun khói để đo lường tốc độ sinh trưởng và các chuyển động nhỏ đến mức 1 trên 100.000 inch của các loài thực vật. Tấm kính sẽ tiếp nhận hình ảnh phản chiếu của thực vật và đánh dấu dựa trên chuyển động của chúng. Thí nghiệm ban đầu được tiến hành với một chiếc lá, một củ cà rốt và một củ cải tulip lấy ngay trong vườn nhà ông. Bose tin rằng cây cối sở hữu một hệ thần kinh nhạy cảm và phản ứng của chúng trước các kích thích bên ngoài có thể được đo đạc và ghi lại. Kết quả các thí nghiệm của ông đã củng cố cho niềm tin này. Lấy ví dụ trong một thí nghiệm, khi một cái cây bị nhúng vào bromide, một chất độc, nhịp đập của cây biểu thị bằng một điểm sáng trên tấm kính hun khói trở nên bất ổn định ngay khi nó bắt đầu hấp thụ chất độc kia. Điều này chứng minh thực vật cũng có tri giác như động vật, có thể nhận thức thế giới xung quanh, chứ không phải một sinh vật vô tri vô giác như chúng ta vẫn tưởng. Được khích lệ bởi kết quả thí nghiệm này, Bose bắt tay nghiên cứu phản ứng khác nhau của các loài thực vật dưới ảnh hưởng của nhiều yếu tố môi trường, như nhiệt độ, hóa chất, điện, khí và độ ẩm. Ông kinh ngạc nhận thấy trạng thái co giật khi chết ở động vật cũng xuất hiện ở thực vật.
và thời điểm tử vong thực tế ở thực vật có thể được xác định một cách chính xác. Bowles đã viết rằng, xung quanh chúng ta, thực vật đang giao tiếp với nhau, chỉ là chúng ta không nhận ra điều đó. Với mong muốn tiết lộ sự tồn tại kỳ diệu của tri giác thực vật cho thế giới, Bowles đã mô tả thí nghiệm của mình và kết quả thí nghiệm trong cuốn sách năm 1902 với tựa đề Responses in the Living and Non-Living, tạm dịch, các phản ứng trong cuộc sống và phi cuộc sống. Ông mô tả việc cây cối sinh trưởng nhanh hơn khi tiếp xúc với âm nhạc nhẹ nhàng và nghe những lời nhắn nhủ nhẹ nhàng. Ngược lại, chúng sẽ sinh trưởng chậm khi tiếp xúc với loại nhạc âm ỉ sập sình và giọng nói lớn tiếng không chừng mực. Ông thậm chí còn đề cập đến việc thực vật sẽ trở nên u uất khi tiếp xúc với không khí ô nhiễm hay khi trời tối. Bạn đang xem video tại kênh Người Nổi Tiếng. Nếu là một người mê đọc sách nhưng bận rộn, bạn có thể tải ứng dụng Sách Tinh Gọn do NNT Studio sản xuất. Ứng dụng cung cấp phiên bản tinh gọn của hàng nghìn quyển sách. Với mỗi quyển sách, chúng tôi đã chắt lọc những ý tinh túy nhất giúp bạn tiết kiệm thời gian mà vẫn nắm bắt trọn vẹn nội dung của quyển sách. Bạn có thể tải ứng dụng tại website sachtinhgon.com. Di sản còn mãi. Nghiên cứu của Bowles vấp phải không ít ý kiến trái chiều, thậm chí còn nhận về thái độ miệt thị của giới khoa học phương Tây. Họ cho rằng công trình của một nhà khoa học đến từ một quốc gia thuộc địa không có gì là đáng khen ngợi. Tuy nhiên, thí nghiệm mang tính đột phá của Bowles không thể mãi bị phớt lờ. Năm 1920, ông được bầu làm hội viên Hội Khoa học Hoàng gia vì những đóng góp tuyệt vời. Trước khi qua đời, Bowles đã thành lập Viện Nghiên cứu Bowles tại Calcutta, hiện là Kolkata. Ngày nay, Viện Bowles là viện nghiên cứu lâu đời nhất ở Ấn Độ. Bowles cũng được coi là cha đẻ của nền khoa học hiện đại ở quốc gia này. Bowles mất vào năm 1937. Qua nhiều thập kỷ, một số nhà khoa học hậu bối đã góp phần củng cố lý thuyết của ông rằng thực vật không quá khác biệt với động vật như chúng ta tưởng. Thực vật thì cũng có tri giác, có thể nhận thức được con người và thế giới xung quanh. Ngày nay, Viện Bowles vẫn tiếp tục thực hiện các nghiên cứu và thí nghiệm đột phá. Tại một chi nhánh của viện tại thành phố Mathiamgram, người ta đang được tiến hành giải mã những bí ẩn ở cấp độ phân tử của thực vật, cụ thể là protein và gen, khi chúng biểu lộ các phản ứng khác nhau đối với các kích thích bên ngoài như chạm, ánh sáng hay là tiếng ồn. Ngoài ra còn có một bảo tàng tôn vinh những thành tựu của Jagadish Chandra Bose, bao gồm nhiều thiết bị do ông chế tạo vẫn hoạt động cho đến ngày nay. Cảm ơn bạn đã xem video trên kênh Người Nổi Tiếng. Đừng quên nhấn nút đăng ký và xem thêm những video mới để ủng hộ nhóm nhé!